Honda Civic là mẫu xe đã có mặt từ lâu trên thị trường Việt Nam, lần đầu ra mắt với thế hệ thứ 8 và nhanh chóng chiếm được lòng tin của khách hàng. Hiện tại, mẫu xe đang được phân phối là thế hệ thứ 11, ra mắt vào tháng 2 năm 2022, với những cải tiến về thiết kế, trang bị thêm nhiều công nghệ, tính năng an toàn và đặc biệt là giá thành cũng giảm so với thế hệ trước. Thuộc phân khúc xe hạng C, Honda Civic cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh như Kia K3, Toyota Antis, Mazda 3, Hyundai Elantra. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2020 đang được chủ nhân chào bán với mức giá chỉ 618 triệu. Theo thông tin từ người bán, đây là bản G phiên bản tầm trung xe mới lăn bánh trong 4 năm và có lăn bánh đạt 22.000 km. Khi mua mới, xe được nhập khẩu từ Thái Lan và hiện tại vẫn còn trong tình trạng khá mới. Ở thời điểm ra mắt, phiên bản G có giá niêm yết là 789 triệu vào năm 2021 và người mua cần chi khoảng 900 triệu để xe có thể lăn bánh. Như vậy người bán đã chấp nhận lỗ gần 300 triệu cho một chiếc xe chạy lướt chỉ hơn 22.000 km. Ngược lại, với những khách hàng mong muốn sở hữu một chiếc xe Nhật Bản với khả năng vận hành mạnh mẽ, nhưng không có ngân sách quá dư giả, thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Honda Civic 2020 nổi bật với đường mạ chrome to bản kéo dài, hình cánh chim, cùng logo Honda được mạ chrome. Bên dưới là cụm đèn pha công nghệ LED với thiết kế mỏng, sắc xảo và vuốt dài về phía sau trong khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen. Phần đuôi xe có thiết kế cá tính và trẻ trung, với mui xe kéo dài và vuốt xuống phần đuôi theo phong cách cúp. Cụm đèn hậu có thiết kế boomerang to bản, sử dụng công nghệ LED, tạo nên điểm nhấn độc đáo. Xe trang bị bộ mâm 16 in thay vì 18 in sơn đen như phiên bản RS, cùng với gương chiếu hậu tích hợp chức năng gập và chỉnh điện. Về nội thất, Civic G2020 sở hữu hệ thống ghế bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện. Cụm đồng hồ sau vô lăng là loại màn hình toàn phần, mang đến trải nghiệm lái hiện đại xe được trang bị điều hòa tự động và có cửa gió dành cho hàng ghế sau, giúp đảm bảo sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 7 in hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay và Android Auto, mang lại sự tiện ích cho người dùng. Ngoài ra, phiên bản G của Civic cũng đi kèm với hệ thống âm thanh 8 loa, mang đến trải nghiệm âm nhạc sống động. Honda Civic G 2020 được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít, cho công suất tối đa 176 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang lại khả năng vận hành êm ái và mượt mà. Về trang bị an toàn, Civic G sở hữu nhiều tính năng tiêu chuẩn như hệ thống hai túi khí, camera lùi, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, phanh hỗ trợ khẩn cấp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.